Tỉnh Lào Cai có 17 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 2.500 ngôi mộ liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Để chăm lo cho mộ phần các liệt sĩ, hàng ngày ở các nghĩa trang vẫn có những con người thầm lặng chăm sóc dọn dẹp. Với họ, đó như một cách tri ân với những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đã nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thắm chọn công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường làm công việc thường xuyên của mình. Ngoài việc dọn cỏ, quét lá, vệ sinh đường đi lối lại trong nghĩa trang, bà Thắm cũng thường xuyên phối hợp với các thành viên trong tổ của mình, tổ chức thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính như đối với người thân trong gia đình, lan tỏa tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tôi cứ tụng kinh hàng ngày và lau chùi những lúc mình có thể. Hàng tuần thì chúng tôi có thể hương hoa. Còn là dịp 27 tháng 7 thì là cứ 23 tháng 7 hàng năm là tôi có kêu gọi bạn bè, người thân, rồi bà con hàng xóm là làm lễ cầu siêu và biếu quà cho các cụ liệt sĩ ở đây. Anh Lê Hoàng Anh, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng bắt đầu công việc quản trang hơn 4 năm nay. Hàng ngày, anh Hoàng Anh đều tỉ mỉ chăm sóc từng chút một cho nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ tại địa phương. Dù là một người thuộc thế hệ trẻ, nhưng với anh Hoàng Anh, công việc này là một vinh dự, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ với những thế hệ cha anh đi trước. Bản thân của mình cũng đã được tiết kiệm đến với các anh hùng liệt sĩ để có cái gọi là đóng góp một cái phần công sức rất nhỏ bé để mình dọn dẹp, cũng như là chăm sóc đến với lại các anh hùng liệt sĩ. Và qua đây thì cũng đã thể hiện rằng là thế hệ trẻ cũng có sự quan tâm cũng như là biết được về các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ trong dịp 27 tháng 7 đâu, ngày bình thường thì các bác quản trang ở đây, tức là địa phương, các anh chỉ đạo làm rất là chu đáo. Nghĩa trang rất là sạch sẽ, sơn sửa. Thế rồi những năm trước còn tổ chức là cái dịp tối là thắp nến tri ân. Ngày thì các tổ chức đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân, lực lượng vũ trang lên thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những con người thầm lặng vẫn ngày đêm chăm sóc cho nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Đó không đơn thuần là trách nhiệm mà còn là tình cảm của người ở lại, của thế hệ trẻ với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước để có được cuộc sống tươi đẹp hôm nay.